Xin chào các bạn, mình là Hải và đây là video của Kim Lam Center. Sản phẩm mình muốn giới thiệu với các bạn trong video này là con HP NV-X360-13 với mã là BD0063DX. Đây là một bộ laptop văn phòng tầm trung siêu di động của HP. Nó có vẻ ngoài vô cùng nhỏ gọn, được trang bị cấu hình thế hệ mới. Cùng tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này qua video sau. Vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng, cao cấp, trọng lượng nhẹ 1,3kg cùng độ mỏng ấn tượng. Đó là những gì để mô tả về vẻ ngoài của con HP NV-X360 này. Rất là phù hợp với bạn làm kinh doanh, các bạn làm chủ công ty, chủ doanh nghiệp hoặc những bạn thường xuyên di chuyển nhiều. Lớp vỏ ngoài màu vàng nhũ được làm từ hợp kim nhôm nguyên khối, mang tới sự chắc chắn, cứng cáp cần thiết. Các chi tiết và góc cạnh được hoàn thiện tỉ mỉ, logo HP cách điện mặt chrome bóng nổi bật ở giữa phần nắp máy. Bản lề kim loại chắc chắn và độ linh hoạt rất cao, xoay gập 360 độ. Cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi nhiều tư thế sử dụng khác nhau. NV-X360 có màn hình gương cảm ứng với kích thước là 13.3 inch ở phân giải Full HD. Các bạn có thể thao tác trên màn hình này tương tự như là trên điện thoại thông minh hay là máy tính bảng. Ngoài ra, màn hình cũng được trang bị lớp kính cường lực chống chảy xước. Viên màn hình mỏng sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn rộng, độ sáng trung bình và độ phủ mỏng màn hình cao, cho chất lượng hiển thị hình ảnh và màu sắc sinh động, sắc nét, mang lại trải nghiệm tốt ngay cả khi chúng ta làm việc lẫn khi giải trí. Yếu tố bảo mật cũng được HP chú trọng, chúng ta sẽ có tính tắt nhanh webcam đi khi không sử dụng cùng công nghệ chống nhìn trộm màn hình HP SuView. Màn hình cảm ứng kết hợp với thân máy xoay gập 360 độ giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi qua nhiều tư thế sử dụng khác nhau, dễ dàng chia sẻ với màn hình với người khác, dễ dàng thao tác. Tuy nhiên, có một nhược điểm, đó là nếu các bạn sử dụng máy này ở không gian ngoài trời, chúng ta nên chọn nơi có bóng râm hoặc có mái che. Chiếc máy mình đang có ở đây được trang bị con chip Intel thế hệ 11 mới i5-1135G7 với 4 nhân 8 luồng, có sự nghiệp bút lên khá cao là 1.2GHz, chiếc máy xử lý nhanh và mượt các tác vụ học tập, làm việc văn phòng ở biến hiện nay. Ngoài ra, trong máy có một sẵn 8GB RAM DDR4 cấp 3200 và ổ cứng SSD M2 PCIe NVMe 256GB, có lại khả năng đa nhiệm các tác vụ mượt mà, liền mạch, ít bị giật lắc. HP NV-X360-13 với trang bị card đồ họa tích hợp Arctic Graphics tổng cân được các phần mềm và đồ họa thiết kế 2D, 3D ở mức độ cơ bản, cũng là chơi game giải trí một số từ game online như là FIFA Online 4, LOL, Dota 2. Bàn phím trên NV-X360 có các phím có kích thước vừa phải, hành trình phím tương đối, phím gõ êm, tạo cảm giác thoải mái, cũng như là ít nghe tiếng ồn phát ra. Trên bàn phím còn được tích hợp luôn vân tay cảm biến một chạm, giúp đăng nhập máy nhanh hơn, dễ dàng hơn và cũng bảo mật hơn. Flash đèn bên dưới bàn phím nên các bạn có thể sử dụng máy ở môi trường thiếu sáng hoặc khi trời tối. Touchpad có kích thước khá lớn về bề ngang so với các mẫu máy khác trong cùng phân khúc. Bề mặt được xử lý khá nhẵn, cho thao tác rê bút lướt nhìn chung là thoải mái, mượt mà, hỗ trợ đầy đủ với thao tác đa điểm. Nhằm tối ưu hóa cho độ mỏng ấn tượng của chiếc máy này, nên con HP NV-X360-13 này chỉ được trang bị vừa đủ với tổng kết nối cơ bản mà thôi. Người dùng sẽ nhận được tổng cộng 2 cổng USB-A, trong đó có một cổng bên phải sẽ hỗ trợ sạc thiết bị bên ngoài, kể cả khi chúng ta đã tắt máy. Một cây đọc hệ nhớ microSD, các tai nghe kèm mic 3.5, đặc biệt là cổng USB-C tích hợp Thunderbolt 4. Ngoài truyền tải dữ liệu tốc độ cao, khi luôn cổng Lightning, còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Power Delivery. Thời lượng pin lâu cũng là một điểm cộng lớn cho con HP NV-X360-13 này. Sau quá trình test nhanh, thì mình ghi nhận được thời gian sử dụng máy lên tới gần 10 tiếng, khá là dễ dàng cho một ngày dài làm việc, học tập. Sản phẩm được bán tại Kim Lam Center với rất là nhiều ưu đãi và phần quà hấp dẫn kèm theo. Chi tiết các bạn có thể tham khảo thêm trên website kimlamcenter.com. Mình là Hải, xin chào và hẹn gặp lại.